Xin chào các bạn, và một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất mà bác sĩ Cường nghe đó là có cần ăn kiêng sau khi làm răng sứ hay không? Liệu răng sứ có thể bị ảnh hưởng bởi những cái thực phẩm mà bạn đang ăn hay không? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giải đáp câu hỏi này nhé. Sau khi làm răng sứ thì việc ăn uống cần được chú ý để duy trì độ bền và thẩm mỹ của răng. Tuy nhiên, và bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về việc kiêng khem khắt khe, chỉ cần tuân thủ một số nguyên tắc sau. Thứ nhất đó là hạn chế các thực phẩm quá cứng. Răng sứ được làm từ vật liệu bền nhưng vẫn có nguy cơ bị vỡ nếu bạn ăn những cái thực phẩm quá cứng như là kẹo cứng này, các loại hạt cứng hoặc là đá lạnh. Hãy hạn chế những cái món này để đảm bảo răng sứ của bạn được bền vững và tránh những cái thực phẩm quá nóng hoặc quá lạnh. Sau khi làm răng sứ xong thì răng có thể trở nên nhạy cảm với nhiệt độ, vì vậy thì bạn nên tránh ăn những cái món quá nóng hoặc quá lạnh trong một vài ngày đầu tiên. Và thực phẩm chứa màu, mặc dù là răng sứ rất là khó bị ố màu hơn so với răng thật, nhưng nếu bạn thường xuyên tiêu thụ những loại thực phẩm có màu đậm này như cà phê, trà, rượu vang đỏ hoặc những cái thực phẩm chứa màu thì răng sứ vẫn có thể bị ảnh hưởng. Hãy đảm bảo vệ sinh răng miệng ngay sau khi tiêu thụ những loại thực phẩm này. Tiếp theo đó là ăn uống cân đối. Hãy duy trì một chế độ ăn uống cân đối, giàu chất xơ và vitamin để giữ cho răng miệng và cơ thể khỏe mạnh. Điều này sẽ giúp cho răng sứ của bạn bền lâu hơn. Và nhiều khách hàng của bác sĩ Cường có chia sẻ rằng là tôi vẫn ăn những cái món ăn mình thích nhưng mà chú ý hơn khi ăn đồ ăn cứng. Điều này giúp cho khách hàng bảo vệ răng sứ vừa duy trì được một nụ cười đẹp trong suốt thời gian qua. Và bạn đang lo lắng về chế độ ăn uống sau khi làm răng sứ? Đừng ngại ngần, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những cái hướng dẫn cụ thể và chi tiết để bạn có thể thoải mái thưởng thức món ăn mà không làm hỏng răng sứ. Hãy đến ngay với bác sĩ Cường để được tư vấn miễn phí và ưu đãi kiểm tra sức khỏe răng miệng sau khi làm răng sứ. Vào ngày mai thì chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận thú vị là so sánh giữa răng sứ lava và silicone HT. Hai loại răng sứ này có điểm khác biệt gì và đâu là lựa chọn tốt nhất cho bạn? Hãy đón xem video vào ngày mai nhé.